Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video ngày hôm nay thì mọi người thấy là Trinh để mặt mộc là tại vì Trinh sẽ thử một cái sản phẩm makeup mới mà Trinh đã show cho mọi người trong một cái video haul gần đây nhất. Nếu mà mọi người có xem cái video haul gần đây nhất của Trinh thì mọi người biết đây là một cái cushion dạng nền bằng phấn nước như thế này của hãng Cathedon. Thì cái cushion này là Trinh được gửi tặng bởi Comart Việt Nam, nhưng mà Trinh cũng nói luôn là video này không được sponsor bởi Comart hay là bất kỳ một cái công ty nhãn hiệu nào đâu. Trinh làm cái video này là tại vì cũng có khá là nhiều bạn hứng thú vào em này trong khi mà các bạn xem cái video haul gần đây nhất đó. Cho nên chính vì vậy ngày hôm nay thì Trinh sẽ first impression, đây là lần đầu tiên Trinh mở cái cushion này ra sử dụng và test trên camera với mọi người luôn. Đồng thời thì một chút nữa Trinh cũng có đi ra ngoài và Trinh có một cái hẹn rất là đặc biệt. Thế nên là Trinh cũng sẽ test cái độ bám màu cũng như là nó có bị xuống tông hay là nó có kìm được dầu hay không. Thế thì hôm nay chúng ta hãy cùng bắt đầu video với cushion AA của Comart Cathedon. Mình sẽ đi qua cái em cushion này nhé. Khi mà mọi người mở cái hộp cushion này ra thì nó đập vào mắt của mọi người là một cái màu hồng rất là bánh bèo, rất là xinh. Mình là một fan cuồng của màu hồng, mình thích tất cả những cái gì có màu hồng. Và ở đằng sau nó thì lại có một cái màu xanh kiểu xanh pastel á, cực kỳ xinh luôn. Tông màu mà Comart Việt Nam gửi cho mình đó là màu 23 natural beige. Thì mình nghĩ là tông màu này sẽ khá là hợp với đa số các bạn tông da châu Á như mình. Cushion này thì có tên là Matte Powder Cushion Oil Control, có chứa SPF 50 PA 3 dấu cộng, và đây là một loại cushion AA. Về thành phần của cushion này thì ở đây mình thấy là trong cái cushion này nó có 3 cái thành phần mà giúp cho nó khá là nổi bật và khác biệt so với những cái cushion khác trên thị trường. Thì đó là những thành phần tea tree oil, Korean herbs và titanium dioxide. Nếu mà mọi người có nghiên cứu về tea tree oil là tinh dầu chiết xuất từ cây trà đó, thì mọi người biết là cái dạng tinh dầu này sẽ giúp cho chúng ta có thể giảm viêm mụn nè, thu nhỏ lỗ chân lông và đồng thời cũng có tác dụng là kiểm soát dầu trên da. Còn cái thứ hai là Korean herbs, thì đây là những cái thảo dược đến từ Hàn Quốc giúp cho nuôi dưỡng làn da từ bên trong nè, làm giảm mờ các vết nhăn cũng như là các cái vết tàn nhang, và còn có thể rất là phù hợp cho các bạn mà có da mụn nữa. Và cuối cùng đó là titanium dioxide. Thì titanium dioxide là một cái hoạt chất mà cũng giúp nuôi dưỡng da và kiểm soát dầu. Còn về tác dụng của cushion này thì trong cái cushion này được claim là có tác dụng là làm trắng, whitening, có tác dụng dưỡng ẩm, cho nên là có thể phù hợp với cả những bạn mà có da khô như mình luôn, kiểm soát dầu suốt cả ngày. Và đặc biệt nhất là nó có chứa SPF 50 PA 3 dấu cộng, là một cái chỉ số chống nắng khá là tuyệt vời để giúp bảo vệ làn da của chúng ta nữa đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu mở cái hộp cushion này ra nhé. Ok, khi mà mọi người mở ra thì cái thiết kế của nó cũng giống như là bất kỳ một cái cushion nào đó trên thị trường thôi. Thì nó sẽ có một cái gương nhỏ ở đây. Sau đó thì phía trên nó sẽ có một cái buff, một cái mút tán cushion rất là bé bé xinh xinh. Đây, khi mà mình rờ vào nó, mình cảm giác là nó mịn rất là kinh khủng. Mà mình tìm hiểu thì cái miếng mút này là được làm từ công nghệ Ruby Cell của Nhật. Nó giúp cho khi mà mình tán cushion thì nó có thể mịn màng hơn và nó không để lại cái vệt không đều màu. Và dĩ nhiên sau khi mà mọi người mở cái lớp nhựa bảo vệ ở bên trên này ra thì nó sẽ là cái lớp cushion ở bên dưới. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái lớp cushion này ra nhé. Bây giờ mình sẽ đánh thử cái lớp cushion này và sử dụng cái miếng bông mút đi kèm một bên mặt, và cái mặt còn lại thì mình sẽ sử dụng một cây cọ để mình xem là cái độ che phủ của nó khi mà mình dùng cái miếng buff và mình sử dụng cọ bình thường thì nó có khác nhau không nhé. Thấm cushion vào. Mọi người thấy là chỉ sau một cái lần chậm thôi thì cái miếng bông này nó đã pick up cushion rất là nhiều rồi. Cái màu thì nó hơi tối một chút xíu so với tông da của mình, nhưng mà cũng không có đến nỗi. Và cảm giác lần đầu tiên khi mà apply cái lớp cushion này lên là một cảm giác rất là mát,
mình không biết là trong đây nó có chứa chiết xuất gì, nhưng mà cảm giác như là kiểu nó hơi the the mát mát á, cảm giác rất là dễ chịu. Bây giờ mình sẽ tán lên đều khắp cái phần mặt bên này của mình nhé. Và mọi người thấy nãy giờ là mình chỉ có chậm phấn một lần thôi. Để mình xem là một lần chậm thì nó che phủ được đến mức nào ha. Ngoài cái cảm giác the mát lạnh thì nó còn một cảm giác rất là ẩm. Mọi người biết là da mình là da siêu khô luôn, cho nên là mình rất là ghét các cái dạng mà nền nó làm cho da mình cảm thấy khô á. Nhưng mà đối với cái cushion này thì cảm giác rất là ẩm miệng. Về độ che phủ thì không biết là mọi người có thấy không, nhưng mà mình thấy là nó cũng che được khá là nhiều những cái vết đỏ không đều màu trên da mặt của mình và những cái đốm tàn nhang ở phía bên mặt này của mình. Bây giờ mình sẽ chọn một lớp thứ hai để mà che phủ cái quầng thâm ở dưới mắt nhé. Cảm giác cái bông mút này nó lấy phấn được khá là nhiều ấy, nhưng mà một lần lấy của nó là dùng được rất là nhiều. Phần khóe miệng, chút ở dưới phần cổ nữa nhé. Và đây là hai bên mặt của mình, một bên là có apply cushion, còn một bên là không có gì cả. Thì mọi người có thể thấy là cái phần bên mặt bên này da nó được đều màu hơn, nhưng mà trông nó rất là tự nhiên và nó có một cái độ căng bóng nhất định. Cushion này thì được claim là dạng matte, nhưng mà khi mà lên da của mình thì mình thấy nó vẫn có một cái độ căng bóng vừa phải và mình rất rất là thích cái điều này. Da mình là da khô và mình không có thích những cái cushion quá là matte, tại vì nó sẽ tạo cảm giác là da của mình không được mượt và nó còn tạo cảm giác rất là nặng mặt nữa. Cho nên là mình rất thích những cái dạng cushion mà có một cái độ lì vừa phải, đồng thời tạo một cái độ căng bóng cũng rất là vừa phải như thế này, trông rất là tự nhiên hàn sản. Trinh thích. Về tông cushion thì lúc đầu mình ngại là nó hơi tối màu so với da của mình, nhưng mà thật sự sau khi mà apply lên á thì mình thấy giống như là nó ngay lập tức điều chỉnh cho phù hợp với tông da của mình vậy. Và mình nhìn nó, da của mình nó kiểu tươi sáng hơn chứ không phải là bị trắng ra nha, nhưng mà mình đang dùng từ là tươi sáng hơn, kiểu làn da có sức sống hơn á. Và mình thấy nó khá là tuyệt vào với cái tông da của mình, cho nên là ấn tượng đầu tiên là rất là thích. Và mặt bên này bây giờ mình sẽ sử dụng một cái cây chổi, một cái cây cọ để mà mình xem là cái độ che phủ nó có khác biệt so với việc là mình dùng cái bông mút này không nhé. Vào trong cushion, mọi người thấy là nó pick up cái cushion không có được nhiều bằng với cái miếng bông mút, nhưng mà để thử xem coi. Thấy là không nhiều nhưng mà thật sự cũng khá là nhiều chứ. Bây giờ mình sẽ chậm, sau đó thì mình sẽ dùng cái cử động hình tròn như thế này để tán đều cái lớp cushion ra, che luôn cả cái quầng thâm ở dưới mắt. Cảm giác là cây cọ này thì nó sẽ lấy được nhiều cushion hơn, đồng thời nó sẽ tạo một cái độ che phủ dày hơn một chút xíu so với cái miếng bông mút lúc nãy. Mọi người thấy không, chưa gì thì cái miếng cushion này nó đã rất là bẩn rồi. Cái mặt đằng sau là miếng bông mút màu kem thì không nói, nhưng cái mặt đằng trước mọi người thấy không, tại vì nó màu trắng á, cho nên là nó cực kỳ dễ bẩn luôn. Ok, bây giờ thì mình đã apply xong khoảng tầm 2 lớp cushion lên trên toàn bộ gương mặt của mình rồi. Và cảm giác là rất là nhẹ, mình cảm giác giống như là mình không có một cái lớp foundation nào trên mặt hết á. Và nó cảm giác còn nhẹ hơn cả cái foundation yêu thích nhất của mình, đó là Bourjois Healthy Mix Serum. Đây chính là một trong những điểm mà mình thích nhất của cái cushion này. Bây giờ thì mình sẽ đi hoàn thành các cái bước chân mày cũng như là má hồng, highlight, bronzer các kiểu. À, có một chú ý là mình sẽ không dùng phấn để phủ lên cái lớp cushion này. Cũng muốn cho mọi người thấy cái độ kiềm dầu mà chính bản thân nó có thể mang lại, chứ không cần một cái lớp phấn phủ lên trên. Cho nên là mình sẽ không phủ phấn. Giờ mình sẽ hẹn gặp mọi người trong vòng 2 nốt nhạc.
Bây giờ thì để test cái độ bám màu cũng như là cái độ kìm dầu của em cushion này thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi ra ngoài và một lát nữa mình sẽ trở về để update mọi người cái tình trạng nó như thế nào nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Đây, được rồi. Hello, hello mọi người. Đây là hello mọi người, đây là em Thủy từ channel Diane Beauty. Người mà mình nói là mình sẽ đi gặp rất là đặc biệt đây. Thủy say hello đi. Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Đây gặp chị Trinh vui quá, không ngại nữa. Nhưng rồi. Mình vui, hai chị em nói chuyện quá trời luôn. Ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ check in cho mọi người. Ủa, em cầm chị nó cầm chị. Bây giờ mọi người thấy là cái cushion bây giờ trên mặt của mình nó sẽ như thế nào. Nhìn chung thì hai bên má nó cũng ok đúng không phải? Dạ. Nó không có ấy vùng mũi. Chỉ có vùng mũi thì tự nhiên nó bị lộ ra, nó không có được mượt như lúc đầu nữa. Nhưng mà thấy cũng không đến nỗi. Còn dầu thì mình thấy là không có tiết dầu. Da mình là da khô nhưng mà thật sự là thời tiết nóng độ thì mình cũng hay bị tiết dầu ở vùng trán với vùng hai bên cánh mũi. Nhưng mà tạm thời thì mình thấy sờ như thì không thấy dầu gì hết. Cho nên là cushion này đã làm được tốt nhiệm vụ đó là kiềm chế được cái lượng dầu trên da mặt của mình. Nên tạm thời mình thấy rất là ok. Hôm nay mình gặp được em Thủy rất là dễ thương. Nãy giờ nói chuyện khí thế luôn. Không biết mình bắt đầu nói chuyện từ lúc 2 giờ chiều tới bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi. Chưa hết cái để nữa. Cho nên là em Thủy rất là dễ thương và làm rất là nhiều video hay. Nếu mà bạn nào chưa subscribe thì hãy subscribe cho em Thủy nha. Mình sẽ để link channel của Thủy dưới phần description box. Nên là mọi người hãy nhớ check nha. Xuống màu thì mình thấy là cái cushion này nó không có bị xuống màu đâu. Cái tông màu nó lúc đầu như thế nào thì bây giờ nó vẫn như thế đó thôi. Và còn về cái dầu thì thật sự là mình không thấy mình bị tiết dầu một chút xíu nào cả. Da mình là da khô nhưng mà mình có nói là trong lúc mà trời nóng thì mình cũng hay đổ dầu. Tuy nhiên là cái cushion này thì thật sự mình không thấy bị tiết dầu. Các phần còn lại trên gương mặt thì vẫn còn khá là mịn màng, láng bóng. Tuy là chỉ có cái phần hai bên cánh mũi thì nó có hơi bị cái kia một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung thì nếu mà mọi người nhìn trên camera thì có thể là mọi người không có thấy rõ đâu. Thậm chí là ở ngoài nếu mọi người nhìn xa thì cũng không thấy rõ. Về cái sự thoải mái khi mà đeo trên da thì về cái sự thoải mái khi mà cái cushion nó nằm trên da thì mình thấy vẫn cực kỳ thoải mái luôn. Và cảm giác nó không có bị rít một chút xíu nào hết. Tức là khi mà mọi người chạm vào trên da của mọi người á, cảm giác không phải là mình chạm vào một cái lớp trang điểm mà mình chạm vào một cái lớp kem dưỡng da. Nên là điểm đó là điểm có thể nói là mình thích nhất. À còn một cái điểm rất là quan trọng của cái sản phẩm này mà mình quên đề cập, đó chính là sản phẩm này không chứa các cái nguyên liệu độc hại như là paraben hay là sunfat hay là những cái thành phần mà không tốt cho cơ thể con người. Nếu mà mọi người có follow mình thì biết là dạo gần đây mình rất là điên cuồng với những cái sản phẩm thiên nhiên hoặc là chứa các cái thành phần có lợi cho sức khỏe con người á. Cho nên đây cũng sẽ là một điểm cộng cực kỳ lớn cho em này. Rồi bây giờ mình sẽ nói về kết luận, cảm nhận chung của mình về em Cushion AA Matte Powder Cushion này của nhãn hàng Cathedon nhé. Nhìn chung thì chỉ có một cái điểm bất lợi duy nhất của em ấy, đó là làm cho da hai bên vùng mũi của mình bị khét khi một xíu. Mình cũng không hiểu lý do vì sao, nên là mình sẽ tiếp tục sử dụng và test nữa xem là em ấy có tiếp tục bị như vậy hay không, hay là do mình dưỡng hai cái bên vùng mũi này nó không được kỹ á. Thì nếu mà tình trạng có thay đổi thì mình sẽ update mọi người trên Snapchat hoặc là trên Instagram hoặc là ngay cái dưới cái video này nhé. Còn lại thì tất cả những điểm khác mình đều rất là hài lòng. Đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng một cái sản phẩm cushion dạng kem nền như thế này, nhưng mà nó đã đem lại cho mình một cái trải nghiệm rất là tốt. Và thật sự là từ bây giờ thì mình sẽ có cảm tình với cushion luôn, và mình sẽ tiếp tục thử các cái loại cushion nữa, có thể là của Hàn Quốc, của Mỹ, của bất kỳ một cái nước nào đó. Nên là mọi người có suggest gì thì cũng hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Đến đây thì video của mình đã hết rồi. Mình rất là hy vọng video này đã đem lại những thông tin hữu ích cho mọi người. Nếu mà mọi người thích video thì đừng ngần ngại, hãy bấm like và hãy subscribe cho YouTube của mình để đừng bỏ lỡ có những video tiếp theo nhé. Mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây, và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong một video lần sau. Bye bye.